nữ lạc cô gái bị chìm thuyền, thân lạc loài tứ cố vô thân. Mai nhờ bụi ông cứu vớt thương tình, và người ngói nhận tôi như dưỡng nữ minh linh. Nè, bên ngoài là anh em, bên trong là tình nghĩa vợ chồng. Như vậy càng thêm mặn nồng, có gì không ổn đâu nha. Nhưng chồng tôi là lùng dân tiên, cùng công tự kết nghĩa kim bằng. Ta nghe tiên đã chết rồi, tôi mới phụng thờ khói hương, và thề giữ dạ trung trinh, cùng bước qua chồng tôi sống chết trọn đời. Nghe qua khá nực cười, sao lại phi hoài tuổi xuân. Người ta không lấy người ta, lại đi ôm bức quả làm chồng, thay chăn gió hậu thời đường. Vì tông lúc già thảm tư khi trẻ, không bỏ một ngày quan phi, chính chuyên ai chắc đến chết cũng ra ma. Thôi nàng hãy cùng ta gả nghĩa tình phu thê.